Hôm nay chúng ta học về kinh Di giáo của tạng Pali. Các vị có thấy lạ không? Kinh Di giáo mà tôi hồng là của tạng Pali. Bởi vì bên Phật giáo Bắc truyền ấy thì cũng có kinh Di giáo. Và con vào Google mà con đánh cái chữ kinh Di giáo là có ngay. Thì cái nội dung của kinh Di giáo bên Bắc truyền nó khác bên đây. Thì bây giờ tụi chúng tôi chỉ giảng về kinh Di giáo Nam truyền thôi. Còn cái kia thì để bà con nghiên cứu thêm. Kinh Di giáo thì tiếng Pali gọi là Pachimovada Pachima, Movada tức là lời dạy sau cùng trước khi mà Đức Thế Tôn người viên tịch. Bà con có để ý cái này hay không? Tức là suốt 45 năm hoằng pháp, ngài dạy biết bao nhiêu là vấn đề giáo lý, nhưng mà trong những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời một vị chánh hạnh giác thì ngài gom gọn tất cả những lời dạy đó vào trong một cái pháp thoại ngắn thôi. Ngắn đây là sao? Ngắn đây có nghĩa là nếu mà bây giờ mình đem một chép tay ra vở học sinh thì chắc khoảng từ 2 cho tới 3 trang vở học sinh là xong. Đây là cái điểm mình cần phải lưu ý, cái điểm đặc biệt cho đó. Trước khi nói đến nội dung thì mình phải lưu ý cho đó. Tức là suốt 45 năm người dạy biết là bao nhiêu chuyện, mà cuối cùng thì gì cái gom nó khoảng còn 2 tới 3 trang vở học sinh thôi. Làm sao? Ở đây chúng ta liếc qua chúng ta thấy cái nội dung ấy, là ngày dạy mình là tu tập bốn niệm xứ. Và ở đây bà con ấy, con coi cái bài kinh Đế Phân Biệt, Đế Phân Biệt trong Trung Bộ, mà con thấy rất là định nghĩa. Chánh kiến là gì, chánh tư duy ngữ nghiệp là gì, đặc biệt trong đó mình thấy có cái chánh niệm á. Cái chánh niệm là gì thì mình thấy trong đó giải thích chánh niệm tức là tứ niệm xứ, tức là niệm của cái người tu tứ niệm xứ. Còn cái người không có tu tứ niệm xứ thì họ cũng có cái niệm, nhưng mà cái niệm đó không có dẫn đến giải thoát. Nhưng mà riêng cái niệm của người tứ niệm xứ đó thì cái niệm đó mới có thể dẫn đến giải thoát. Và tuy mình thấy kể ra thì rõ ràng đó là chánh niệm là một trong bát chánh đạo, và mình thấy trong giáo pháp mà ngài để lại có bát chánh đạo, rồi có ngũ căn ngũ lực, có thực giác chi, rồi có tứ niệm xứ, có tứ chánh cần, tứ như ý túc. Mình cứ tưởng là tứ niệm xứ là một phần trong đó. Không có chuyện đó. Bà con nói về đối với người học A Tỳ Đàm thì cái phần này chúng tôi không có giải thích nha. Đã có học A Tỳ Đàm thì cái này không có giải thích. Còn cái người không học A Tỳ Đàm thì bà con mở ra giùm tôi xem cái chương gọi là chương thất giác chi. Chương giác chi mà ở trong tương ưng á, bà con mở kiếm giùm cái chương giác chi. Chương giác chi tức là trong cái đoạn cái phần cuối của 7.700+ tương ưng đó, nó chia thành nhiều chương. Thì đâu đó cái phần cuối nó gồm nhiều chương, ví dụ như chương chương niệm xứ, chương đó, thì đặc biệt trong đó là cái phần đó là mình coi cái chương là chi, thì trong đó dạy rất rõ là một cái người mà tu tập bốn niệm xứ thì cũng có nghĩa là tu 33 cái giác phần hay là bồ đề phần còn lại. Tức là 37 mà mình lấy 4 ra đó thì còn là 33. Tức là tu cái 4 này cũng nghĩa là tu 33 cái kia. Mặc dù mình thấy kể ra nó khác nhau, nhưng mà cái nội dung thì nó là một nha. Chẳng hạn như không bao giờ có chuyện một người mà tu tập 4 niệm xứ rốt ráo mà lại không tu tập tới giác chi. Mặc dù lúc đó họ không hề nghĩ tới giác chi, họ chỉ tập tư trung, họ tu tứ niệm xứ thôi. Và trong bốn niệm xứ đó là họ trong từng phút họ chỉ tu tập trong cái thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán thôi, từng thứ trong từng bốn cái đó. Nhưng mà như nhiều lần chúng tôi nói, mình kể ra đó thì theo trung kinh kể là cái căn cơ như thế nào thì hợp với niệm xứ nào. Nhưng mà hợp ở đây có nghĩa là gì? Hợp ở đây có nghĩa là khi tu tập cái niệm xứ đó, cái chánh niệm mình nó tốt hơn, đó cũng gọi là hợp. Hoặc là mai này mình chứng đạo với niệm xứ nào thì niệm xứ đó được gọi là hợp. Và trong Tika nói rất rõ là hành giả cùng một lúc tu tập cả bốn. Nhưng mà cái người mà họ hợp với niệm xứ, hợp với thân niệm xứ, thọ niệm xứ
thì lúc đó họ sống nhiều với niệm xứ đó thôi. Chứ thật ra trong đời sống sinh hoạt mình, có lúc mình ghi nhận cái tâm, có lúc ghi nhận cái thọ, có lúc ghi nhận cái thân, nhớ nha, có lúc ghi nhận pháp, nhớ thế. Mà phần giảng về niệm xứ tôi đã giảng không biết bao nhiêu lần, nên trong bài giảng trưa nay tôi sẽ không có nói nhiều, tôi chỉ điểm là mấy cái điểm, mấy cái điều mà quý vị cần lưu ý thôi. Tu bốn niệm xứ có nghĩa là tu toàn bộ 37 bồ đề phần, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nói là hợp hành giả hợp với niệm xứ nào thì làm ơn nhớ chữ hợp đây nó có hai nghĩa như tôi vừa nói nha, có nghĩa là mình vẫn tu cả bốn. Còn cái chuyện mai này mình đắc cái gì, đắc mình chứng thánh bằng cái niệm xứ nào thì cái chuyện nó mai mốt biết, nhưng ngay bây giờ thì mình hợp với cái nào, sống nhiều với cái đó. Nhưng mà sống nhiều với cái đó không có nghĩa là mình bỏ lơ mấy niệm xứ còn lại, không. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi tôi theo dõi hơi thở này, ra vào, biết rõ đó là thân quán. Trong lúc tôi đang theo dõi nhiều bài vậy đó, gọi là thân quán niệm xứ. Trong lúc đó có một cái cảm giác gì đó nó ngứa, nó khó chịu gì đó, thì tôi biết đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, là thọ hỷ, thọ ưu. Đó là thọ quán niệm xứ. Rồi tôi quay trở lại đề mục hơi thở, tôi niệm tiếp. Ra, biết ra, vào, biết vào. Nhưng mà trong lúc đó có một cái cảm xúc gì xuất hiện thì tôi ghi nhận liền, thì cái đó gọi là thọ quán niệm xứ. Hoặc là tâm quán niệm xứ, là lúc đó tôi khó chịu, tôi bực mình. Hoặc là tôi chợt nhớ đến cái gì đó, tôi tham thích, ghét sợ, thì tôi biết rằng đây là tham, đây là sân. Tôi có cái quan mang nghi hoặc thì tôi biết đó là nghi, cái gì đó là tà kiến, tôi biết. Đó là gọi là niệm tâm. Còn niệm pháp ở đây có nghĩa là cũng cái sân đó, thay vì tôi ghi nhận đó là tâm sân thì tôi lại ghi nhận đây là sân truyền cải. Thay vì bên tâm quán tôi niệm là đây là tâm tham thì bên đây tôi niệm là dục truyền cải. Các vị nghe kịp không? Bên thọ quán niệm xứ thì tôi ghi nhận đây là thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu. Còn bên kia đó, bên pháp quán niệm xứ thì tôi ghi nhận đây là thọ quẩn, đây là sự có mặt của thọ quẩn. Xong, thấy chưa? Nó có nghĩa là nó, cái pháp quán niệm xứ là nó bao trùm luôn cả cái ba cái niệm xứ trước, nhớ nha, bao trùm ba niệm xứ trước. Nhưng mà người có biết Phật pháp, biết giáo lý cứng vững hơn, mà lại trí nhanh thì mới có thể tu cái pháp quán niệm xứ được. Còn cao thì có tu ba cái trước. Và tại sao mà toàn bộ Phật pháp gom gọn ra trong bốn niệm xứ là vì sao? Là bởi vì tôi nói không biết mấy ngàn lần rồi, tất cả vũ trụ gồm vô lượng chúng sinh trong đó, tất cả vũ trụ, trăng sao hoa lá, đại dương, sông hồ rừng núi, chim muôn súc vật chúng sinh, tất cả gom gọn là nó chỉ có 12 thứ thôi, đó là sáu căn và sáu trần. Nhớ nha, gom gọn là chỉ còn có 12 thứ. Còn nếu mình nói rộng ra là 18, nghĩa là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Còn nói gọn thì chỉ có 2 thôi, đó là chỉ có 12 xứ nội, 6 xứ nội, nội 6 xứ ngoại thôi, không? Tức là 6 căn, 6 trần. Hoặc là mình còn gọn gọn nữa thì chỉ còn là 5 quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Gọn nữa thì nó chỉ còn lại có danh và sắc thôi, không? Vô lượng vũ trụ gom lại chỉ còn mấy danh sắc, gom lại chỉ còn là 5 quẩn, gom gọn lại chỉ còn là 12 xứ, gom gọn lại chỉ còn 18 giới. Và tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ là biết rõ sự có mặt của 5 quẩn trong từng, sự có mặt của 12 xứ, của 18 giới trong từng phút. Mà tại sao mình biết rõ? Bởi vì khi mình mới biết rõ như vậy đó thì không có cái ý đam mê thích thú hay là bất mãn ghét sợ nữa. Đương nhiên buổi đầu thì chưa đâu, nhưng mà về lâu về dài đó, sống có chánh niệm làm gì biết này, thở ra thở vào biết rõ, buồn vui biết rõ, thiện ác biết rõ, thì lâu ngày như vậy sẽ có một lúc mình nhận ra một loạt những bài học sau đây. Mà khi mình nhận ra được những bài học đó, mình nắm được những bài học đó, những kinh nghiệm đó, những thể nghiệm đó, những chứng nghiệm đó, thì cái thích và cái ghét, tức là cái tham và cái sân, nó giảm dần. Ghi nhận cái gì? Thứ nhất là mình thấy mọi thứ nó là rời rạc, nó là những cái đơn vị rời rạc, những đơn tử, những cái đơn bào, những cái tế bào tâm lý, sinh lý rời rạc. Rồi nó do duyên mà nó cộng hưởng, nó lắp ráp, nó lắp ghép lại với nhau, nó thành ra ngón tay, sợi tóc, nó thành ra là tay, chân, mắt, mũi, thành ra con người, chúng sinh, nó thành ra niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, nụ cười, cho tất cả nó là những cái thứ rời rạc. Bài học một đó là tất cả là đều là rời rạc, không có gì là một hết.
không có gì là một, nó tất cả đều là những tổng hợp. Thứ hai, những tổng hợp đó đều do vô số nhân duyên điều kiện tạo nên, chứ không có do một duyên nào hết, mà là do vô số điều kiện. Thứ hai, cái là thứ hai. Còn cái thứ ba, cái gì cũng có rồi mất đi, có rồi thì phải mất đi, kéo có rồi phải mất đi, liên tục ghi nhận như vậy, liên tục. Và cái thứ tư, thấy rằng là luôn luôn và luôn luôn, hễ thiện tâm thì nó dẫn đến hỷ lạc, còn ác tâm khổ ưu. Hỷ lạc tức là gì, là sướng thân sướng tâm, còn cái khổ ưu là khổ thân khổ tâm. À, luôn luôn nhớ như vậy nhớ. Thì mình thấy thêm một chuyện nữa, tức là các cái cảnh giới, các cái mình gọi là cảnh giới nhân thiên sa đọa, nó có hai nghĩa. Nghĩa một là những cảnh giới không gian mà chúng sinh có mặt ở trong đó, đó là cảnh giới nghĩa một. Nhưng mà cảnh giới nghĩa hai đó chính là cảnh giới tâm lý. Đấy, có nghĩa là có những lúc mình mang thân người nhưng mà mình sống hoàn toàn bằng cái tâm thức của lần lùi ngã quỷ, khao khát thèm muốn, không không có biết thỏa mãn. Đấy, rồi có lúc mình sống bằng cái tâm trạng của loài Atula, sân hận bất mãn gây hấn kiếm chuyện hiếu sư. Đấy, có lúc mình sống bằng cái tâm trạng của phạm thiên từ bi hỷ xả, có lúc mình sống bằng tâm trạng của thánh nhân, có nghĩa là có trí tuệ biết rõ danh sắc vô ngã vô thường nhân quả, có lúc mình sống bằng tâm trạng của nhân loại, có nghĩa là lúc thiện lúc ác chập chờn 50-50. Có nghĩa là cái chữ cảnh giới này nó có hai nghĩa. Một là cái nghĩa đen á, là cái không gian sinh hoạt của các loài, còn nghĩa bóng á, nó chính là cái cảnh giới tâm lý. Có những lúc mình mang thân người đó nhưng mà mình sống y ngờ quý vậy đó. Có lúc mình sống như Atula, có lúc sống như bàn xanh, chỉ biết ăn ngủ nam nữ thương nhớ chứ biết gì hết. Thì khi tu tứ niệm xứ là cái cơ hội để mình thấy rõ được những bài học này. Một là không có gì là tất cả đều là những khối tổng hợp, không có gì là một hết. Thứ hai, tất cả là do duyên mà có. Thứ ba, có rồi phải mất. Thứ tư, tức là mình thấy rõ ràng đó. Đấy, nhân thiện thì cho ra cái hỷ lạc, nhân ác cho ra cái khổ ưu. Thứ năm là mình thấy là cái gọi là cảnh giới đó gồm hai nghĩa. Nghĩa là hiện tại mình sống nhiều trong cảnh giới tâm lý của loài nào thì mai mốt mình sẽ đi về cái cảnh giới không gian của loài đó. Có hai cái cảnh giới, cảnh giới tâm lý và cảnh giới không gian. Và chỉ có cái anh sống tứ niệm xứ, anh mà sống chánh niệm theo cái pháp môn tứ niệm xứ đó, thì anh mới thấm thía năm cái bài học này. Đấy, anh biết rõ thân tâm ảnh nó đang diễn tiến ra sao, đó gọi là hào. Còn quát có nghĩa là biết rõ cái gì nó vừa có mặt, cái gì nó đang có mặt, cái gì nó vừa mất đi. Cái vừa mất đi nó là gì ta? Nó gồm có bốn thứ ra. Cái vừa mất đi nó, thật ra mình nói cái đang có mặt chứ không có. Tại vì khi mà theo Đông A Tỳ Đàm, mọi thứ nó có mặt rồi nó mất đi trong một tốc độ rất nhanh, cho nên khi mình nhận ra nó thì nó đã mất rồi. Cho nên hành giả không phải ghi nhận cái đang có mặt, mà hành giả ghi nhận cái vừa mất đi. Thì cái vừa mất đi nó, những cái vừa mất đi, ba chữ vừa mất đi, just deceased, có ED phải sao nhỉ? Just deceased, just disappeared. Cái mà vừa mất đi đó, những cái vừa mất đi đó, nó cộng lại nó làm nên cái mình gọi là đời sống, chứ không có cái nào đang tồn tại, toàn là cái vừa mất đi vậy. Đấy, trong cái nhận thức hành giả, tức là toàn thấy cái diệt không à. Rồi, thì tất cả những cái vừa mất đi nó chỉ gồm là có bốn thứ thôi. Là gì ta? Là thiện ác buồn vui. Thiện ác buồn vui thì cái thiện của đời này là nhân khổ, như là nhân vui cho đời sau, cái ác đời này là nhân khổ đời sau. Còn cái vui của đời này là quả lành của đời trước, mà cái khổ đời này là cái quả ác của đời trước. Tức là trong toàn bộ đời sống của các vị sống 10 tuổi là lăn ra chết, hay là 100 tuổi lăn ra chết, thì chỉ có bốn thứ nó cộng ghép lại, nó làm nên cái gọi là cuộc đời hoa mộng của chúng ta. Này, nhớ nha, chỉ có cái vừa mất đi thôi, chỉ có cái vừa mất đi thôi, nó làm nên cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là những cái đang hiện hữu, gọi là cái sát na vĩnh cửu là có. Cái đó là cách nói. Nhưng mà trong cái nhận thức của hành giả là toàn là cái vừa mất đi thôi, mà cái vừa mất đi đó nó gồm gọn là có bốn thứ thôi, đó là thiện ác buồn vui. Thì đó, dùng tất cả mọi tầng lớp có thể nghe được đó.
rồi tùy cái căn cơ của mỗi người, mà có người sống nhiều, tu tập nhiều, cái thân quán tức là ghi nhận những cái biến chuyển, những hoạt động, những vận động của thân. Còn thọ quán tức là ghi nhận những cảm xúc của thân và tâm. Tâm quán tức là ghi nhận những tâm trạng, tâm thái, những tình trạng tâm lý mà nó đang diễn ra, này là thiện, này là ác, không? Còn phá quán niệm xứ tức là tổng hợp cả ba thứ đó lại mà bằng một cái nhận thức chuyên nghiệp, professional hơn, chỉ vậy thôi. Thì tổng cộng bốn cái đó là gọi là bốn cái bốn nghiệp xứ. Và các vị để ý giùm chị, để ý giùm chị, mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn thấy mình có nhiều thời gian, thì mình gọi là đào sâu, mở rộng bao nhiêu vấn đề và giáo lý, bao nhiêu kiến thức đạo đời. Nhưng mà ở cái chỗ rốt ráo nhất của đời tu chỉ còn là đời sống chánh niệm và nhận thức. Nhưng mà nhớ cái chữ nhận thức ở đây là gì? Nhận thức là trí tuệ đó. Nhận thức ở đây nó có ba, tức là nhận thức qua cái trí tuệ văn tư và tu. Văn có nghĩa là nhận thức thông qua những gì mình nghe, mình đọc, mình học từ người khác. Còn tư tức là qua cái khả năng, qua cái khả năng, qua cái công phu là gặm nhấm, tư duy, thấm thía, tiêu hóa. Đấy. Như rất là nhiều lần tôi nói, cái quá trình ăn uống nó cũng chính là cái quá trình là tu học. Ăn uống người ta phân nó có ra ba giai đoạn. Một là ẩm thực, tức là ăn hoặc là uống thông qua thực quản. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiêu hóa, tức là giai đoạn mà nó nằm ở bao tử, chuyển qua ruột non, giai đoạn là giai đoạn tiêu hóa. Và sau khi mà thức ăn đã xuống cái ruột già rồi đó, thì đó giai đoạn là giai đoạn tiêu dung. Tiêu dung có nghĩa là lúc đó cái nào là bã, cái nào là sát, nó đẩy ra ngoài, nó đi ra cửa hậu. Còn cái những cái dưỡng tố, những cái chất này chất kia, chất những cái độc tố hay là dưỡng tố, thì nó mới chia đều ra trong cơ thể. Cái nào nó đưa về nuôi xương, cái nào đưa về máu, cái nào đưa về da, cái nào đưa về tóc, cái nào đưa về răng cỏ gì đó. Cái đó là giai đoạn đó gọi là đoạn tiêu dung. Thì mình học giáo lý cũng y chang như vậy. Cái lúc mà mình nghe vào đó là giai đoạn là ẩm thực. Chẳng hạn như bây giờ các vị đang nghe tôi nói là mới là giai đoạn ẩm thực. Rồi nghe xong người về mới gác cái chân lên trán, gác chân gác tay lên trán, là giai đoạn đó gọi là giai đoạn tiêu hóa. Nhưng mà phải đưa vào giai đoạn hành trì nữa kìa. Đấy, phải sống chánh niệm. Đấy, giai đoạn đó mới gọi là giai đoạn tiêu dung. Có nghĩa là nó lúc bây giờ cái biết đó nó trở thành máu thịt xương tủy, nó thành một phần của đời sống của chúng ta. Nha, nhớ cái đó. Chứ còn mà học tôi rồi tưởng vậy là đủ, không được. Tôi đã nói 1.000 lần, hơn 1.000 lần, hàng ngàn lần rồi. Tôi đã nói như thế này: dứt khoát là học giáo lý, dứt khoát là học giáo lý. Chỉ còn cái đầu bư phàm phu biết cái gì mà thiền, cái gì mà chánh niệm, phải học giáo lý, học giáo lý. Nhưng mà làm ơn nhớ cái này: cái biết mà ở cái giai đoạn mà trí văn ấy, nó không giống với cái giai đoạn trí tư, tức là cái giai đoạn mà chữ nghĩa mặt giấy đó, nó không có bằng cái giai đoạn mà mình thấm thía tiêu hóa. Nhưng mà cái thấm thía tiêu hóa mà qua cái tư duy, qua cái nghiền ngẫm, nó không có giống với cái nhận thức của cái lúc thực nghiệm. Tôi chưa nói thực chứng nha, tôi mới nói thực nghiệm thôi. Tức là khi mình sống chánh niệm, mình mới thấy hồ vô thường là cái gì, mọi thứ vô thường, đúng, chớp tắt, vô ngã là cái gì. Ở đây không có gì là một, tất cả là lắp ráp. Rồi cái gì nữa? Do duyên mà có rồi phải mất đi. Đấy. Rồi cái nữa là khổ. Khổ nó gồm có hai: khổ bản chất và khổ cảm giác. Khổ cảm giác là cái khó chịu của thân và tâm. Có nhiều lúc trong đời sống là lúc có lúc không. Nhưng mà cái khổ bản chất thì luôn luôn có. Dầu trên nụ cười hay là trong giọt nước mắt đều có khổ bản chất. Khổ bản chất là gì? Là cái sự bất toàn, bất trắc. Thì cái đó gọi là khổ bản chất. Nha, yeah, nó gọi là khổ bản chất. Bởi vì khổ Đức Phật kể có ba là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Thì cái khổ khổ nó chính là sự có mặt của những gì làm cho mình là khó chịu. Còn cái hoại khổ nó là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu. Và cái hành khổ nó tính là cái bản chất lệ thuộc các cái điều kiện để mà có mặt. Đấy, tức là ở đời buồn, khổ, vui, sướng gì đi nữa, dầu là vật chất hay tinh thần, mọi hiện hữu thì nó đều là phải dựa vào rất nhiều điều kiện nó mới có. Đấy, một sợi tóc nó phải nhờ đến vô số điều kiện nó mới có. Một sợi tóc, một hạt mè, một hạt cát, một hạt bụi bay trong gió, nó cũng phải nhờ đến vô số điều kiện nó mới có được, chứ không phải tự nhiên nó có. Nó không phải nhờ một điều kiện, hai điều kiện, mà nó là vô số, nó là countless, nó là vô số điều kiện
nhớ cái đó. Vô số điều kiện, chẳng hạn như bây giờ muốn có được sợi tóc trên đầu mình, mình nghĩ ồ tại vì tôi ăn cái gì đó có cái keratin. No, nó còn bao nhiêu thứ, chứ đâu phải là mình lấy cái keratin cháy vô đầu mình nó ra sợi tóc đâu. No, nó có phải đâu, phải calcium nó làm cái răng của mình đâu. Nó cái calcium đây mình gắn ở trên da mình, mình để trên vai mình tét miếng calcium vô nó có ra cái răng nằm ra không? Nó phải có nơi có chốn, nó phải có hội đủ vô số điều kiện lý do nguyên nhân đấy. Thì nó mới ra cái răng đấy, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cái tính lệ thuộc này nè, tính lệ thuộc này được gọi là hành khổ. Và cái người hạ căn á, thiếu trí đó, thì họ chỉ thì họ một là họ cứ thấy cuộc đời này nó vui, đời này màu hồng, nhưng mà cái đám hạ căn mà nó khá hơn chút, nhưng mà nó tu, biết tu hành được Phật pháp học hỏi thì bắt đầu nó biết sợ thế giới, nhưng mà nó chỉ sợ qua cái khổ khổ thôi. Nó thấy nó sợ cảnh mà máu đổ thịt rơi, đói bệnh sinh ly tử biệt xa đọa, nó chỉ cái đó, mấy cái sợ đó đều là sợ cái khổ khổ. Cái hạng cao hơn chút là hạng trung căn, nó chán đời, không cần phải máu lệ mà chỉ cần nó thấy đóa hoa tàn, giọt sương tan là nó nản rồi. À, cái hạng đó là cái hạng trung căn. Còn cái bậc thượng căn ấy là họ không cần thấy giọt máu, giọt lệ, cũng không cần thấy cái hoa héo, hoa tàn, mà họ chỉ cần họ thấy mọi thứ nó phải dựa vào các điều kiện nó có, nghĩ tới đó họ nản. Để bậc là bậc thượng căn, ví dụ như ngày sau là phát ngày bậc kiền liên, người ta đang nhập thiền nó thấy đã sướng vậy đó, không? Mà tự nhiên người ta nhìn nó thấy cái sướng của thiền này là do duyên mà có rồi phải mất. Các ngày đắc thiền xong rồi cái ngày trên cái nền nó cái ngày chứng thách lẹ chớp tắt, chớp nhoáng là ra cái đó. Mặc dù trong kinh ghi là ngày thì lúc đó là ngày sau là phát ngày sau là chứng, nhưng thật ra cái nó diễn nhanh như vậy, nhớ cái đó, đó là bậc thượng căn đó. Còn mình nó bậc hạ căn là mình chỉ phải đợi khổ đó mình mới bắt đầu mình mới sợ hơn, mình mới ráng lo tu hành. Và bậc thượng căn mà thấy cái sự mà lệ thuộc các điều kiện họ nản, họ thấy cái sự tẻ nhạt vô vị của đời sống họ nản. Mình thấy trong đời sống có thật có nhiều người họ phải khổ bầm dập, họ bắt đầu họ mới nghĩ tới chùa. Nhưng có nhiều người học hành ngon lành, sức khỏe, nhan sắc, tiền bạc, cái gì cũng ngon hết, thì tự nhiên họ ngồi nghĩ lẽ vào ra căn nhà 8 triệu này rồi gì nữa, ngày ăn 3 bữa rồi gì nữa, có người làm, có tài xế, có người làm vườn, có người phục dịch rồi gì nữa, rồi năm đi du lịch mấy chỗ, muốn mua gì mua rồi gì nữa, rồi cái vào ra cũng chừng đó, mặt vợ cũng mặt đó, chồng cũng cái mặt đó, con cũng cái mặt đó, nhà cửa cũng chừng đó, đất thang bậc thang, chỉ phòng khách phòng ngủ, nhà tắm nhà bếp, muỗng nĩa dao kéo thùng thao chén dĩa có bao nhiêu đó, cứ vào ra họ nghĩ là họ chán. Bậc thượng căn như vậy họ có hết, họ có hết, họ sống trong nhung lụa đó, lụa là gấm dốc vàng sốt chói lội, nhưng mà họ mệt, họ thấy họ chán. Còn có loại đó họ phải máu lệ họ mới đến Phật pháp, còn có hạn họ chỉ thấy chán về cái máu, cái nhung lụa họ đã đến Phật pháp, tùy cái căn cơ của chúng sinh. Rồi tu bốn niệm xứ là gì? Tu bốn niệm xứ là cứ theo lời Phật mà tu, cứ theo lời Phật mà sống chánh niệm. Rồi tùy căn mình là căn thượng căn, trung căn, hạ căn. À, có người trong lúc tu tập như vậy thấy đau nhất thì phiền phức, thì họ mới chán cái đau nhất phiền phức nữa, họ không có thiết tha cái sự có mặt ở đời này nữa, họ chứng thánh. Rồi có hạn thì họ hạn sướng hơn này. Họ thấy trong lúc tu thì nó thoải mái, nó sung sướng, và họ thấy cái thoải mái sung sướng đó, đó mát lạnh đó, đó, cái nhẹ bóng đó, nó cũng do duyên mà có, rồi cũng sẽ mất đi. Không chứng thánh thì cũng cầm cái phước đó mà đi lên, lên được ít lâu hết tuổi thọ đùng xuống cũng làm trùng dế dội bọ nữa. Họ nghĩ tới hồi nãy, nhớ cái đó nãy, thì đó là nội dung mà mình cần phải lưu ý khi mà học cái bản kinh Di Giáo này. Đây là lý do vì đâu mà mình thấy trong những giây phút cuối đời thì gom hết giáo pháp vào trong cái tâm môn bốn niệm xứ. Mình tưởng là nó cạn, mình nói có nhiêu đi gọn, nộ kiến thức rộng thì cái pháp môn niệm xứ này được mình hiểu, mình nhận thức theo cái chiều rộng sâu, thì người có kiến thức sâu, trí tuệ sâu thì họ hiểu cái bốn niệm xứ này theo cái chiều sâu. Còn người vừa sâu vừa rộng thì họ sẽ hiểu bốn niệm xứ này theo chiều sâu chiều rộng. Còn người cạn cợt nhỏ hẹp hơn, cạn cợt nhỏ hẹp thì họ sẽ hiểu bốn xứ này theo cái trình độ của họ hơn. Chứ mình đừng có liếc cái bài kinh mình chê nó cạn, tại vì mình cạn chứ không phải là nó cạn, không?
Còn bốn niệm xứ này là, theo cái nhận thức của ngài Sa La Phất, của ngài đang kinh khủng. Còn như cỡ như mình thì mình hiểu bốn niệm xứ theo cái sức của mình. Tôi có thể ví dụ thế này, này. Các vị nhìn cũng bướm, bướm bay vườn cải hoa vàng này. Các vị thấy con bướm nó bay lên cái vườn cải thì mình dốt mình mới có mình biết đọc biết viết ABC, mình bị cộng đường nhân chia, chứ mình không biết gì về sinh vật là mình mù tịt. Mù tịt, mình chỉ biết cộng đường nhân chia, biết đọc biết viết thôi. Thì mình nhìn con bướm á, mình chỉ biết ở đó là con bướm thôi. Rồi mình nghĩ hoa cải thì mình biết là hoa cải, màu vàng biết là hoa vàng, màu vàng. Nhưng mà một cái tài gọi là tiến sĩ về sinh vật, nhà khoa học về nghiên cứu về về côn trùng, một nhà khoa học nghiên cứu về cây cỏ thảo mộc, thì họ nhìn cái con bướm, họ nhìn cái vườn cải đó, họ cái nhận thức của họ ghê hơn mình. Này, mình đi tắm biển mình chỉ biết sóng nó đánh mình nhảy tưng tưng vui quá, mát quá, lạnh quá, không chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà có những người họ có hiểu biết về biển, về oceanology, họ mới nhìn về cái biển, một giọt nước biển bao nhiêu vấn đề trong đó, không? Một cái gành đá, một cái con sóng, một cơn gió biển, một cái bờ cát ấy, nó biết bao nhiêu, một tỷ vấn đề. Chữ tỷ này nghĩa đen nha, phải nghĩa bóng, phải nghĩa đen bóng, nghĩa đen. Một tỷ là chính số không, chính zero. Một tỷ vấn đề, một giọt nước biển là một tỷ vấn đề nằm trong đó. Tại mình dốt, mình không có tưởng được, mình nghĩ có khỉ gì đâu thì nước chứ có muối có khỉ đâu. No. Một giọt nước biển nó chứa bao nhiêu vấn đề của đại dương trong đó, quý vị à. Nha, đừng có ảo nha, đừng có ảo nha. Tại sao mà mình thấy là trong phòng thí nghiệm người ta chỉ lấy về cái một sợi tóc, một tí máu, một mẫu thuốc lá, rồi ta còn nghiên cứu ra cả một vụ án mà, thấy chưa? Đây, ở đây cũng vậy. Một giọt nước biển nó chứa bao nhiêu vấn đề của đại dương trong đó, một cái hạt cát trên một cái bờ cát nó chứa bao nhiêu là vấn đề trong đó. Tại chẳng qua là mình bư quá, mình dốt quá, nông cạn viễn cận quá, mình tưởng cát là hết, giọt nước là hết, nhớ nha, nhớ. Mình tưởng làn gió là hết, biết bao nhiêu vấn đề trong đó. Này, đây chính là lý do vì đâu mà nó có các trường đại học, vì đâu mà nó có cái chức danh professor là giáo sư, vì đâu mà nó có cái những cái từ gọi là thư viện. Chứ nếu mọi sự nó đơn giản, nó có cái thư viện, thế giới không cần tới thư viện, thế giới không cần đến cái học hàm một vị giáo sư, thế giới không có cần đến những cái gọi là học vị tiến sĩ, thế giới không cần đến những cái công trình mấy chục năm nghiên cứu. Nếu mọi thứ đó là đơn giản, thì cứ ăn giống như mình vậy đó, cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn mà chồng đẻ răng đầy, rồi đạp xích lô bán vé số về, rồi tối trong cái đèn dầu lên ngồi quất bụng, nó nóc nhào vô bụng ngủ sáng mai đi làm tiếp. Thì trên đời này đâu cần thư viện, trên đời này đâu cần cái phòng thí nghiệm chay, đúng không? Nhưng mà không, mọi vấn đề trên thế giới tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của mình, mà mình hiểu nó tới đâu. Nhớ nha, nhớ. Cũng bầu trời đó mà có kẻ chỉ nhìn lên để theo dõi mấy cánh bướm, mấy cánh chuồn chuồn. Có kẻ cũng bầu trời đó nhìn lên nghĩ đến chuyện thả diều, xa hơn chút nghĩ đến một giấc mơ nhảy dù, đi trực thăng. Có người cũng nhìn đến bầu trời mà nghĩ đến những con tàu vũ trụ vượt ra ngoài khỏi cái bầu khí quyển. Thấy chưa? Cũng bầu trời đó mà mỗi đứa nó nhìn lên nó nghĩ đến một chuyện. Có đứa nó nhìn lên nó chỉ đi theo dõi mấy con bướm thôi. Nó nhìn lên theo dõi mấy con bướm thôi. Đấy. Nó, có đứa nó theo dõi mấy con ruồi thôi. Đấy. Chẳng hạn như chỗ của tôi bây giờ nè. Chỗ tôi đang giảng. Cái mùa này bắt đầu là mùa của ruồi. Tôi rầu. Rầu chính xứ. Nhé. Nó không có chích. Nó không có đốt. Nhưng mà tôi đang ngồi. Tôi nghe nó bay vo ve. Tôi khó chịu lắm. À, cho nên cạnh đó tôi chỉ khi mà tôi ngước là tôi nhìn những cái gì tưởng là chắc tôi nghiên cứu về vũ trụ, nghiên cứu về chư Phật ba đời mười phương. No, tôi đang nghĩ về mấy con ruồi chứ không có gì đâu. Tôi bực mình mấy con ruồi lúc trong đầu tôi chỉ có mấy con ruồi thôi nha. Trong đầu chỉ có mấy con ruồi thôi. Thì chuẩn bầu trời đó mà tùy vào cái tâm thức, tâm thái, trình độ của mình mà nó dẫn đến cái thái độ nhận thức này, nhớ nha. Cho nên học giáo lý là tu bốn niệm xứ là như vậy đó, để thấy được rằng mỗi cái giọt nước cảm xúc, mỗi cái hạt cát thiện ác trong lòng mình nó lớn chuyện cả nào, và những cái cảm xúc buồn vui, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, nó dẫn đến những cái thiện cái ác khác nhau. Và chính cái thích cái ghét, cái buồn cái vui đó, nó chính là cái con người của mình ngay bây giờ, và nó đang kín đáo mở ra những con đường để đưa ta về đâu đó. Và mỗi khoảnh khắc buồn vui thiện ác
trong từng tích tắc. Nó đang kín đáo xây dựng một con đường dẫn về đâu đó, đang kín đáo xây dựng một trú xứ, một chốn về cho ta trong mai này. Mà những cái cục gạch, những miếng xi măng trát vữa đó, ở đâu nó đâu ra, nó chính là những cảm xúc buồn vui thiện ác của mình thôi. Mà sống chánh niệm là mình cẩn trọng, không phải cục gạch nào, không phải cái viên gạch nào mình cũng nhặt lên. Những viên gạch bất thiện là nó chỉ gọi là xây dựng cái chuồng heo, chuồng lợn cho mình kiếp sau. Mà phải lựa những viên gạch thiện tâm, từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, để mình xây dựng một cái chốn bề ngon lành cho mai này. Mà mình tu phải là để mình xây dựng, nhưng mà nó khổ chứ, trong thời gian mà chờ đợi chứng thánh để mình niết bàn, để mà không còn sanh tử, thì mình phải có chốn về chứ. Đấy, Bồ Tát đã gọi là lụm gạch và gom xi măng kỳ. Và cuối cùng ngôi nhà Phật quả, Phật trí, Phật đạo dưới cái góc Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất cũng lụm gạch và tích góp xi măng. Ngài Mục Kiền Liên cũng lụm gạch và tích góp xi măng trong 100.000 đại kiếp, thì cuối cùng trở thành hai vị thượng thủ tinh văn. Và 100.000 và 47 vị đại đệ tử cao đồ cũng vậy, các vị cũng lụm gạch và lụm xi măng trong suốt 100.000 đại kiếp, để cuối cùng trở thành những vị đệ tử có biệt hạnh dưới thời Đức Phật. Và chúng ta thì sao? Chúng ta ngày nào chưa là thánh, chúng ta cũng vẫn phải lụm gạch và lụm xi măng, vơ vét từng muỗng. Có người thì muỗng, có người múc bằng cái vá canh, có người thì múc bằng cái muỗng canh, có người thì bằng cái muỗng cà phê, rồi còn có người cái muỗng nhựa mà nằm ở trong mấy cái chai thuốc siro, cái muỗng chút xíu à, vậy. Rồi có người thì họ trộn hồ bằng nước sạch, có người trộn hồ bằng nước dơ, rồi gạch thì có gạch đủ lửa, rồi gạch thiếu lửa, có người này gạch ống, có người này gạch thẻ, tùy mình. Nhưng cái quan trọng nhất gạch đó phải toàn là gạch thiện pháp thì nó mới xây cái lâu đài cho mình. Còn không nữa, nó gạch lầm nhầm ba cái gạch ác pháp, tham sân si ái mạng kiến nghi, nó xây toàn là chuồng heo với chuồng ngựa không. Thì mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua là chúng ta dầu muốn dầu không, dầu biết hay không biết, tôi nhắc lại, dầu muốn hay không, dầu biết hay không biết, thì cứ những gì mình thích, mình ghét, mình vui với cái gì, mình bực mình với cái gì, mình thiện ra sao, ác ra sao, thì cái mỗi khoảnh khắc như vậy là mình đang lụm gạch, đang lấy cái muỗng múc xi măng. Đấy. Còn nếu mình tu cho nhiều thì mỗi một giây phút mình đang lấy cái vá thợ hồ, cái thủng, cái mai của thợ hồ, mình xúc xi măng. Thiện pháp mà mình, nếu mà mình tu tập miên mật là mình lấy cái vá, mình xúc xi măng nó nhiều. Còn không kiểu tu mà lờ đờ lấy muỗng cà phê mà múc xi măng, cái vị nghĩ múc nào cho đủ không? Rồi còn lụm gạch toàn là lụm gạch cà chớn không à, lụm ba cái gạch bất thiện thì nó xây toàn là chuồng heo không à nha. Còn cái xi măng thì mình lũng lụm toàn là xi măng bất thiện không, thì gạch bất thiện cộng với xi măng bất thiện thì nó ra cái nhà khổ ải, cái nhà máu lệ. Mà tu tín niệm xứ là gì? Buông hết nhớ. Tu không phải nhắm để được cái gì, đắc cái gì, mà tu để buông, ghi nhận để mà buông. Thấy thiện cũng là giả, ác cũng là giả, buồn cũng là giả, vui cũng là giả, mọi thứ do duyên mà có rồi mất đi. Nó đủ duyên là chứng tánh, không có nôn nóng. Nhớ nha, tới chết cũng nhớ câu này, không có nôn nóng. Cứ hết sức mình mà tu, hết sức mình mà tu như một vị thượng tọa bài với cách đi bộ. Bài với cách đi bộ, có lần đó cùng với nhau đi một quãng đường bộ cũng hơi xa, xa xa chắc cũng một cây số, thay mà trời trời nóng, cái này biết nào tới thì vị nó nói cái này: sư đừng có nghĩ một cây hai cây, mà sư cứ nhìn trước mặt của sư phan tới, không, sư cứ nhìn trước mặt là sư cứ phan tới thôi. Rồi có một lần đó là tôi đi chung với hòa thượng Kim Triệu thiền sư ở bên Trung Quốc ấy, thì lúc cũng đang đi bộ thì tôi có nghe, tôi có than nữa, cũng xa bạch ngài, thì ngài nói thầy giỏi hơi thở, cứ để cái hơi thở, mắt thì nhìn nhưng mà để hơi thở, để hơi thở. Cái lần do một vị thì bài tôi ngó trước mắt, còn vị thì bài tôi để hơi thở, thì leo núi nó có mệt, chứ đừng có nghĩ ngợi xa xôi, thì tôi làm sứ y chang như vậy, đừng có mong là đắc cái này đắc cái kia. Cái chuyện quan trọng nhất là anh phải chánh niệm, anh giữ, đừng có sao lãng phút nào hết, thì nó đủ duyên nó chứng. Còn không thì anh cũng đang lụm gạch ngon lành, anh đang múc xi măng mà xi măng ngon lành, mà chánh niệm càng nhiều thì múc xi măng càng nhiều, cái nhà nó mau xong.
Còn kiểu mà cứ chậu trực cái canh du lan Phật đản hay rậm viên vô cúng cúng xong rồi về sống như con thú rồi đó, lâu lâu có vô chùa sẹt cái cũng ngồi thiền, lâu lâu nghe pháp, lâu lâu học đạo, thì cái đó gọi là gom xi măng mà bằng muỗng cà phê, biết cái nào để xong cái nhà. Còn gạch lụm to là gạch bể, gạch mé, gạch người ta nguyên viên mình lụm gì đâu, mà có 1/4, 1/8, 1/6, 1/5, thì biết chừng nào mà nó được một viên gạch hơn, biết nào được viên gạch này. Nên từ túi này tôi tới nội xứ là một hành trình gọi là lụm gạch vào múc xi măng, nhưng mình vẫn bằng một cái tâm thái buông, luôn luôn thấy có thấy được mấy cái điểm này quan trọng này. Lúc đầu mình thấy khổ là khổ, mà sau đó mình thấy lạc hỷ cũng là khổ, bởi vì nó do duyên mà có rồi nó cũng mất đi. Nó khổ đây không phải là sự khó chịu, mà khổ đây là sự bất toàn bất trắc. Và sao cũng thấy thêm nữa, quả xấu đau khổ là khổ, nhân xấu dẫn đến quả khổ cũng là khổ, rồi mình thấy cái quả lành vui sướng là khổ, rồi cái nhân lành, cái thiện tâm chánh niệm mà mình đang tu này cũng là của khổ. Tu hành là một hành trình chịu khổ, phải thấy cả như vậy. Tu hành là một hành trình chịu khổ, hưởng dục là một hành trình chịu khổ, có mặt trên đời này là một quá trình chịu khổ, một hành trình chịu khổ. Và ta sẽ phải thấy như vậy để không có, không có nắm cái gì hết, không có nắm vào cái vị ngọt của đời sống. Mà khi không có nắm cái vị ngọt của đời sống thì cũng không có bị cái đắng của đời sống nó đầy đọa. Cái người mà trước cái vị ngọt mà họ có cái khả năng kiểm soát tự chủ, thì trước cái đắng họ cũng có khả năng kiểm soát tự chủ đấy. Và tiếp theo đó thấy rằng cả cái nhân lành mà mình đang tu tập đây cũng là đồ giả, lấy cái giả này để chữa cái giả kia, như lời Đức Phật dạy. Người nói là một ông thợ mộc, ông dùng cái miếng gỗ này, ông dùng cái nêm gỗ, dùng cái nêm gỗ này để đánh văng cái nêm gỗ kia, chỉ vậy thôi. Tức là cả hai hai đứa đứa nào cũng là cái nêm gỗ hết, là mình dùng cái nêm này mình đẩy cái đánh văng cái nêm kia, mà đều là đồ giả. Nêm gỗ là gì? Nêm gỗ là một miếng dăm gỗ, một miếng gỗ vụn chứ có khỉ gì đâu. Không, dù nó bằng gỗ gì đi nữa thì nó cũng là miếng gỗ vụn thôi. Đấy. Mà tu hành là mình dùng cái nêm này mình đánh đăng cái nêm kia ra, chỉ vậy thôi. Đấy. Mà tại sao phải thấy cái đó? Bởi vì có rất là nhiều kẻ tu ba mớ mà thấy mình hay. Đấy. Bây giờ hồi xưa là thấy mình giàu ngon, là thấy mình đẹp là ngon, là thấy mình giỏi là ngon, thấy mình có này kia là ngon. Tới mình biết Phật pháp rồi mình thấy cái gì cũng giả hết, muốn mất chỗ nào mất cả. Lúc này là xây qua chấp cái khác. Chấp mình có giới, chấp mình bố thí, chấp mình giỏi giáo lý, chấp mình tu chánh niệm, chấp mình giữ 8 khóa, 15 khóa thiền lâm mất. À, nhưng mà lẽ ra phải thấy rằng nó cũng đồ giả luôn. Có điều mình dùng cái giả này để bỏ cái giả kia, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Tí niệm xứ là phải buông, tỉnh thức là phải buông, buông hết. Buông này có nghĩa là gì? Buông đây nhiều người hiểu lầm, tưởng buông đây tức là không có tu, không phải, mà buông nghĩa là tiếp tục sống chánh niệm. Ngọc ngà châu báu và rác rưởi, cái nào nó đi ngang lòng mình đều biết hết, nhưng mà không có thò tay giữ là cái gì hết. Buông là buông như vậy đó. Dân cũng rất nhiều người hiểu lầm, phá chấp nghĩa là không giữ giới, còn buông nghĩa là không có tu hành gì hết, để giữ cái tâm rỗng rang khi khơi vậy đó, giữ cái tâm cái gì, cái tánh không đó. Cái đó dốc xạo không? Thà là chấp mà còn tu chút đỉnh còn hơn là nói trên trời nha. Nhớ cái chánh niệm này nghĩa là làm gì việc này, làm gì việc này, chỉ về thôi. Mà buông là gì? Buông đây có nghĩa là không có dừng lại ở bất cứ cái thành tựu nào và xem đó là cái mà cần lưu trữ, cần hãnh diện. Không có, nghĩa là của tạm hết, chỉ là lấy cái nêm gỗ này đánh cái nêm gỗ kia, chỉ về thôi. Nhớ nghe, cái đó rất là quan trọng. Và có nghe được cái đó thì mình mới thấy vì đâu mà những giây phút cuối đời Thế Tôn lại thu gọn cái giáo pháp vào chỉ có 2 hoặc 3 trang vở học sinh thôi, mà không phải đơn giản đâu, như nãy tôi vừa nói đó. Anh có học giáo lý thì anh nhìn mình kinh Tứ Niệm Xứ anh thấy cả một cái khu rừng ở trong đó. Còn anh dốt thì anh một lệnh che mình kinh này thường soạn cạn, tôi phải học bộ rồi qua bộ kia. Đấy. Nhưng mà sẵn đây tôi xì, các vị biết chuyện này, cái này mới động trời này. Cái người mà thiết tha mà cầu giải thoát, họ chỉ nhắm con đường Tứ Niệm Xứ họ đi. Mà vì đâu kinh điển quá nhiều thì biết không, là bởi vì căn cơ chúng sanh nó trùng trùng, nó là trùng trùng điệp điệp, cho nên để mà dắt nó về cái pháp môn Tứ Niệm Xứ thì ở mỗi đối tượng Đức Phật ngài lại có cái phần dẫn nhập khác nhau.
dẫn nhau khác nhau. Có những người mình chỉ nói có một câu, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, suy tư chỉ là suy tư. Ở đây không, ở đây chỉ có sự thấy, sự nghe, sự suy tư, chứ ở đây không có người thấy, người nghe, người suy tư. Người chỉ nói nhiều là đắc à. Nhưng mà nó khổ một chỗ, có những người thì không, có những người người phải dạy từng bước. Ở đây khi Đức Như Lai chánh hạnh nhắc ra đời, có những thiện nam tử dùng có được niềm tin quy y xuất gia theo ngài, rồi trở thành một vị tỳ kheo, vị ấy có tàm có quý, gìn giữ giới lực, biết sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, vị ấy loại bỏ năm truyền cái, chứng đạt cái sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, rồi vị đó trên nền tảng định tâm ấy, vị ấy thấy rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, vị đó thấy đây là danh, đây là sắc. Cái là đó, có những đối tượng người nó giải lê thê như vậy, là vì đâu, là vì cái não trạng của người đó trước khi dắt họ vào pháp môn tu sĩ phải cho họ một pháp thoại dài thòn như vậy. Đấy. Rồi còn có những người cư sĩ là người phải dạy họ là vợ chồng mới sống với nhau ra làm sao, con cái với cha mẹ phải làm sao, để cho cái lòng của nó mềm lại đó. À, họ thấy cái đạo này có nghĩ đến mình, cái đạo này có quan điểm, có quan điểm xã hội rõ ràng lắm, không? Cái đạo này phải là đạo trên mây. Đấy. Rồi có những người dạy họ và bố thí, có người dạy, người dạy họ phục vụ, có người dạy họ phải biết nghe pháp, rồi có người dạy họ biết sống viễn ly, sống núi rừng, sống yên tĩnh, sống độc cư. Ôi, mỗi một người này có một cách nắm tay khác nhau để đưa họ về cái kết quả chung cục, đó là khả năng nhận thức. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là nhận thức. Mà như hồi nãy tôi nói, nhận thức nó có ba. Nhận thức mà thông qua lời nói người khác, nhận thức mà qua cái khả năng là chứng nghiệm, thực nghiệm của bản thân. Nó nhiều cái khả năng nhận thức, không? Tư duy, tâm trí, rồi thực nghiệm, chứng nghiệm, không? Nhưng mà chính vì căn cơ chúng sanh nó đủ lậu hết chân, cho nên là ở mỗi người này có cách dẫn nhập khác nhau để cuối cùng đưa họ về một con đường duy nhất, đó là con đường nhận thức. Thấy được mọi thứ là tổng hợp, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi, nghĩ gom lại còn nhiều đó thôi. Này, nhớ nha, mà chính vì nó quá nhiều cách dẫn nhập cho nên nó mới ra đến mấy chục cuốn kinh, mà khổ chỗ có nhiều kinh để đi. Nên quý vị nên nhớ cái này. À, ngày xưa là Đức Thế Tôn trực tiếp nhìn vào cái bản tâm của người đối diện, ngài giảng không cần phải thích nhiều, ngài nhìn thẳng vào họ, ngài nói đến các vị đệ tử, ngài thấy rằng có những cái chỗ quá sâu kín. Cái người xưa, cái người mà ngày xưa được Đức Phật dạy đó, họ không cần giải thích, bởi vì ngài biết họ làm sao, ngài nói thẳng ngay chắc. Nhưng mà có những vị đời sau họ thấy rằng bây giờ cái chỗ sâu kín không giải thích được, thế là nó mới ra cái chú giải. Các vị chú giải giải thích những cái chỗ mà các vị thấy là cần giải thích. Và đương nhiên là cái trình độ của các vị, cái chỗ mà các vị thấy cần giải thích thì các vị kiện phần cần giải thích thì các vị giải thích, còn cái phần mà các vị thấy bình thường các vị bỏ qua. Nhưng mà khổ chỗ cái trình độ của các ngài thấy bình thường rồi, đến đời mình học báo thế là nó mới ra đến cái gì sao, cái commentary, nó còn cái sub commentary, nó có cái attakata, rồi còn có cái tika, rồi anuttika, rồi cái mahatika, rồi cái attayochana. Nhớ nha. Từ đó cứ đề một là Đức Phật giảng, đề hai là giải thích đề một, đề ba là giải thích cái đề hai, giải thích những cái chỗ mà đề hai không có nhắc, đề ba giải thích đề hai, đề bốn giải thích đề ba, và đề năm giải thích đề bốn. Cứ như vậy là kinh nó điển nó ra một rừng. Thế là bây giờ mình vào trong mình thấy một rừng, mình nổi da gà, mình không dám học. Thấy ghê quá, có nhiều người kêu họ đọc kinh tạng, họ nói một là cái tiếng Việt của họ, kiến thức của họ, cái tiếng Việt của họ không đủ để đọc kinh tạng. Thứ hai là kiến thức giáo lý của họ không có đủ để họ hiểu những cái bản kinh mà nhức đầu. Thế là họ cầm cái kinh tạng là một là ngáp, hai là nổi da gà. Đấy. Thế là chúng ta phải cần đến cái bộ Kalama, gồm những cái bài kinh mà tôi xem nhắc định, xác định lần nữa. Kinh nào của Phật cũng là, đối với tôi, kinh nào cũng số 1 hết. Kinh nào cũng là số 1 hết. Các vị đừng có nói tôi là kim cương hơn Cẩm Thạch, rồi Cẩm Thạch hơn Opal, rồi Opal này nó hơn cái Sapphire nó hơn cái Ngọc Bích Emerald, rồi Emerald nó hơn cái bao nhiêu cái thứ ngọc ngà khác. Tôi không đồng ý. Không có nào, đừng có nói so sánh trong vũ trụ thiên nhiên không có nào hơn cái nào đâu. Tùy nhu cầu. Có biết những người giàu mà họ đeo hộp bẹt chứ họ đâu có đeo hộp xoàn. Rồi có người đeo Cẩm Thạch chứ họ đâu có đeo Sapphire, mà có người đeo Sapphire chứ họ đâu có đeo Opal. Tùy nha. Trong thiên nhiên có nào nhất, tất cả kinh Phật không có cái nào là kim cương hay là opal, cái nào cũng giống nhau, cái tùy nhận thức của mỗi người. Có người thấy cái đời kim cương, người thấy nó opal, người thấy nó lậu bẹt, không? Rồi
Thì con tại sao tôi lựa là bởi vì tôi có cái dụng tâm và bằng cái thiện chí đó, tôi thấy cái này, tôi lựa những cái bài kinh mà tôi cho rằng là mình lắp ráp lại đó, nó thành ra là một cái giáo trình để cho bà con từng bước đi sâu vào kinh tạng, thâm nhập kinh tạng để mai mốt mới có cái trí tuệ như hải chứ. Đấy. Mà muốn có cái trí tuệ như hải là phải thâm nhập kinh tạng, mà thâm nhập bằng con đường đạo nó mênh mông quá. Thế là có một cái kẻ mà nó bèn gom mấy cái bài kinh mà nó thấy dễ gặm nhất, dễ nuốt nhất này, hộp sòn mà bự của nó chói lắm, kiếm cái hộp rồi nhỏ nhỏ thôi, tôi lựa cái luôn cái tầm tầm khoảng 8 ly thôi, nhỏ nhỏ hộp sòn cám rồi đó, nhỏ vậy đó, mà cái đầu hộp sòn hết bớt chói rồi cho bà con đừng có bị hư mắt đó. Rồi mới gom cho bà con mà tập dần quen, rồi mai mốt cái nào mà con cứng rồi nó vô hết đọc hết 5 quyển rồi mà con có nhìn lại đó, thì như hộp sòn mình có những cái trứng cút gì, bằng cái trứng gà vậy đó. Đấy, nhưng mà việc trước mắt là cho bà con chơi nhẹ trước, đúng không? Chứ còn kinh điển là tại sao mênh mông như tôi vừa nói, vì căn cơ chúng sanh đủ thứ hết trơn, cho nên có vô lượng pháp thoại để mà là để làm phương tiện, vô lượng pháp thoại để làm vô lượng phương tiện để tiếp độ vô lượng cái căn cơ chúng sinh, và từ đó chúng ta có một rừng kinh, một biển kinh này. Và gom gọn lại thì tất cả đều dẫn về một cái con đường duy nhất, đó là tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì nghe hơi chuyên môn thôi, bây giờ mình chỉ sửa lại cái chữ tự cho nó mềm, đó là nhận thức, tỉnh thức và nhận thức. Và trước hết mình phải tỉnh thức, anh mới có khả năng nhận thức. Thì cái tỉnh thức đó chính là chính niệm, mà nhận thức đó chính là tuệ. Có một tứ niệm xứ chỉ có niệm và tuệ thôi. À, rồi. Và đương nhiên nói gọn là niệm và tuệ, nhưng mà đương nhiên là cả 37 cái bộ điều phận ở trong đó. Không thể nào một người tu niệm và tu tuệ mà lại thiếu tính tấn định cần ngộ, đó không bao giờ có chuyện là tu tứ niệm xứ. Tôi đang nói tôi đúng nha, đang nói tôi đúng, chỉ đừng tu kiểu tào lao, tôi nói đang nói tôi đúng. Không bao giờ có một người tu tứ niệm xứ mà thiếu tính tấn định tuệ, không có. Và trong kinh ghi rất rõ, gọi là cái Sama Indriya, có nghĩa là năm căn phải quân bình phải cân bằng. Đấy. Có nghĩa là tính tấn niệm định tuệ nó phải cân bằng, nó chứng thánh được. Nhưng mà cân bằng ở mức độ nào? Ở mức thấp là nó chỉ làm cho mình tu tập tiến bộ thôi, mà ở mức độ cao thì mới làm cho mình chứng thánh. Chứng thánh là gì? Là có một ngày mình thấy ra mọi xứ thứ nó là vô thường, mà cái thấy này nó hoàn toàn không có dựa vào lời kinh lời thầy, mà nó là một cái trực nhận hoắc nhiên đại ngộ. Có một ngày mình thấy mọi thứ nó là vô ngã, nó là đồ ráp, nó là do duyên mà có, mà cái thấy nó là do mình nhận thức bằng bản thân mình, bằng sự thấm thía toàn triệt, chứ không có còn văng vẳng bên tai lời thầy lời kinh nữa. Mà tôi tin chắc rung rung này quý vị, nếu mà các vị điều trên 18 tuổi, các vị hiểu tôi nói cái gì. Có nhiều cái chuyện trong đời này có những lúc mình thấm thía nó lạ lắm. Bây giờ tôi đừng nói kinh điển nó ghê lắm, kinh điển ghê lắm, kinh điển cao sâu lắm, mình nói chuyện đời kỳ quá, chuyện kỳ quá. Nó có nhiều cái câu mà mình đọc hồi năm mình 18, 20, mình nhận thức khác. Có một ngày cái trong đời tự nhiên mình đọc được cái chuyện kỳ, mình nghe ai đó tự nhiên mình thấm kỳ, hoặc là một câu thơ nào đó của Nguyên Sa, của Phạm Thiên Tư, của Nguyễn Bính, của Bùi Giáng, của Phạm Công Thiện, mà ngày xưa mình có nghe đâu, mình nghe nhiều lần lắm, hoặc là của Mãn Giác Không Lộ gì đó, mà tự nhiên một ngày đó nó tự nhiên mình nghe ai đó đọc, ai nghe ai đó ngâm, hoặc là mình đọc lại, hoặc là nhiều khi cái miếng giấy gói bánh mì đó, mình vừa gặm bánh mì mà mình vừa gặm mà mình liếc, mình thấy cái hữu thời trực thướng của Bục Định nhất khiếu trường thánh hàng thái. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt mà còn ngợt kim bao. Mà ngày xưa 18, 20 mình đọc đó rồi, nhưng mà sao mình không có thấm. Thì tự nhiên bây giờ mình đang gặm bánh mì mà tự nhiên mình thấy, hoặc có hoặc bên nhà quê mình có cái vụ toilet cá vồ, cái cậu cá vồ đó, cậu cá đó, đang ngồi chầm hổm như gió riu cầm tờ báo, buồn quá biết làm gì, là tờ báo ra coi. Cái miếng báo mà mình giấy mình xé buồn quá, cái cầm cái coi mà gió riu nghe cá nó tá biểu, tự nhiên cái đọc được cái hàng chữ, đọc một cái câu gì trong cái tờ báo mà mình sắp sửa mình xài đó, hiểu được một kiện, gọi là ngồi nghe cá táp, cái tự nhiên mình hoắc nhiên đại ngộ, giống như một cái thiền sư nhiều bổn như ông Basho của Nhật, mà nghe cái tiếng ếch mình nhảy vào cái ao,
mà mình nghe cá nó táo với dưới cái mông mình, tất nhiên đại ngộ. Mà cái đại ngộ này nó rất là tinh khôi, nó là của mình, nó không phải là sách vở, nó không phải là thầy bà, nó không phải là của sự trao truyền nào hết, mà nó là một sự trực nhận, mà sự hoắc nhiên đại ngộ, giác ngộ là như vậy. Ok, tôi mệt rồi, nói nhiều cũng vậy thôi. Hẹn các vị thứ hai được sao? Nghe nhiều nó thấy mà té mãi đó. Đúng là tôi giảng tôi mở mắt tôi coi cái máy này, có ai xịt xẹt hào quang rồi cô gái. Giờ đi gặp nó tôi đến đến thăm em đến bên người. Ok, chúc các vị ngày vui. Rồi.